Ấn định ngày huấn luyện viên Park Hang-seo trở lại Việt Nam. Trương Thị Kiều vắng mặt trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu playoff với Australia. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thực hư câu chuyện Ly Nguyễn được câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh theo đuổi. Xin kính chào quý vị khán giả, đây là bản tin thể thao Việt Nam của Bóng Đá TV và Thể Thao TV. Và vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho hai trận playoff trước Australia trên hành trình đến Olympic Tokyo 2020, đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức bước vào tập luyện từ sáng ngày 17 tháng 2. So với đợt tập trung gần nhất, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã bổ sung thêm hai cái tên mới, đồng thời chào đón sự trở lại của trung vệ Trương Thị Kiều. Đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trên hành trình giành vé dự Olympic Tokyo 2020 là tuyển nữ Australia, một trong những đại diện mạnh nhất châu Á ở loạt trận playoff. Tuy nhiên lần này, sức mạnh của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được gia cố nhờ sự góp mặt của hai hậu vệ biên gồm Hồ Thị Quỳnh từ câu lạc bộ Hà Nội và Đinh Thị Thùy Dung của Than khoáng sản Việt Nam, cùng sự trở lại của người hùng SEA Games 30 Trương Thị Kiều. Tuy nhiên, chấn thương của Trương Thị Kiều vẫn cần thăm khám và kiểm tra thêm trước khi cô trở lại tập luyện cùng toàn đội. Dự kiến lá chắn thép của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có mặt ở ngày tập thứ 2 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đây vẫn là tín hiệu tích cực cho huấn luyện viên Mai Đức Chung trước chuyến hành quân đến xứ sở chúa túi. Để triển khai được ý đồ chiến thuật của mình, với khoảng 2 tuần tập luyện trong nước đợt này, huấn luyện viên Mai Đức Chung chú trọng các bài tập nâng cao về thể lực, sức va trong đối kháng, đặc biệt là khả năng chống bóng bổng, hạn chế sở trường tấn công bằng bóng dài của đội tuyển nữ Australia. Dự kiến vào ngày 2 hoặc 3 tháng 3, đội sẽ bay sang Australia để thi đấu trận lượt đi vào ngày 6 tháng 3. Trong số hai cái tên được huấn luyện viên Mai Đức Chung gọi bổ sung so với lần tập trung trước của đội tuyển Việt Nam, Hồ Thị Quỳnh là gương mặt lần đầu lên tuyển. Ở tuổi 26, cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội được kỳ vọng sẽ giúp cho hành lang cánh của đội tuyển nữ Việt Nam trở nên mạnh mẽ và vững chãi hơn. Hậu vệ Nguyễn Thị Xuyến chính thức giải nghệ để lại khoảng trống lớn nơi hành lang cánh trái của đội tuyển nữ Việt Nam. Đây là vị trí vô cùng quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Mai Đức Chung, một điểm nóng đòi hỏi sự tổng hòa của nhiều yếu tố mà sau nhiều năm tìm kiếm và đào tạo luôn khiến vị chiến lược gia này phải đau đầu. Tôi cũng là suy nghĩ rất là nhiều cái vị trí này. Cái vị trí này thì cái thứ nhất là tranh cướp thật là tích cực, cái thứ hai là vị trí đứng rất là quan trọng. Đảm bảo vị trí. Cái thứ ba là khi chúng ta tấn công ấy thì đấy là một cái mũi nhọn để chúng ta bổ sung cho hàng tiền đạo tấn công. Hồ Thị Quỳnh chưa thể bằng Xuyến được, nhưng đến nay thì rõ ràng là chỉ Xuyến đang nghỉ, Hồ Thị Quỳnh sẽ chám lớp vào cái vị trí đó, và chính vì thế tôi đã suy nghĩ và gọi Hồ Thị Quỳnh lên. Thách thức sẽ là rất lớn dành cho Hồ Thị Quỳnh, nhưng đó cũng là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp 14 năm quần đùi áo số của hậu vệ 26 tuổi. Cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ nữ Hà Nội sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để hòa nhập trong thời gian ngắn ngủi, bởi cô cũng có những lợi thế của riêng mình. Em có thi đấu cùng với tiền đạo Phạm Hải Yến, Hoàng Thị Loan, Thái Thị Thảo, Bùi Thị Trang và Ngân Thị Vạn Sự. Thật ra bọn em cũng thi đấu rất là lâu với nhau, mấy năm rồi, thì gắn kết nó rất là tốt ạ. Em rất là bất ngờ và cũng rất là vui ạ, vì đây là cũng là lần đầu tiên mình được lên tập trung đội tuyển ạ, và em sẽ cố gắng tập luyện thật tốt ạ. Thuận cả hai chân, chiều cao 1m60, kinh nghiệm thi đấu dạn dày, có lẽ Hồ Thị Quỳnh là lựa chọn tốt nhất của huấn luyện viên Mai Đức Chung ở thời điểm hiện tại. Sắp tới, cơ hội đối đầu với một trong những đại diện mạnh nhất châu Á sẽ mở ra cả một tương lai cho cô gái quê Thường Tín, nơi giấc mơ khu vực, châu lục và cả thế giới đang vẫy gọi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin về quá trình chuẩn bị của đội tuyển nữ cho hai trận đấu với Australia ở các bản tin tiếp theo. Về phía các đội tuyển nam, huấn luyện viên Park Hang-seo mới đây đã có điều chỉnh trong lịch trình công việc cho phù hợp với những diễn biến mới về thời điểm khởi tranh của các giải chuyên nghiệp ở Việt Nam.
Lịch trình quay trở lại Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo đã bị thay đổi mới đây vì các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia phải tạm hoãn đến đầu tháng 3 mới khởi tranh. Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết, thuyền trưởng người Hàn Quốc sẽ đáp chuyến bay đến Nội Bài vào ngày 23 tháng 2 và bắt đầu quay trở lại với công việc của mình cùng các cộng sự. Theo kế hoạch, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đến theo dõi một số cuộc đối đầu tại V-League 2020 để tìm kiếm những nhân tố mới cho đội tuyển Việt Nam tại những trận đấu tiếp theo của vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Sau hai trận giao hữu với câu lạc bộ Malaga và Uma Ataquera, đội tuyển Futsal Việt Nam đã có buổi tập nhẹ nhàng với tâm lý thoải mái trước khi bước vào trận đấu cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha gặp đối thủ là câu lạc bộ Real Betis. Được biết, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang sau đó đã dành thời gian di chuyển đến thành phố Cayenne theo dõi cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Cayenne và Parolo Peron thuộc khuôn khổ giải Futsal vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Sau khi trận đấu kết thúc, toàn bộ thành viên đội tuyển Futsal Việt Nam đã đi tham quan thành phố để có sự trải nghiệm nhiều hơn ở đất nước xứ sở bò tót. Trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là tâm điểm của thị trường chuyển nhượng khi ban lãnh đạo của đội bóng này đang muốn đưa tiền vệ người Mỹ gốc Việt Lee Nguyễn quay trở lại với V-League. Sau khi chia tay BKMX Bình Dương năm 2011, Lee Nguyễn đã trở về Mỹ và thi đấu rất thành công ở giải nhà nghề MLS. Trong màu áo của câu lạc bộ New England Revolution, sau 6 năm khoác áo đội bóng này, Lee Nguyễn có 191 lần ra sân, ghi được 51 bàn thắng và thực hiện 47 đường kiến tạo. Sau đó, anh chuyển sang khoác áo của câu lạc bộ Los Angeles FC. Tại đây có 37 lần ra sân, 3 bàn thắng, 11 đường kiến tạo. Và hiện tại thì Lee Nguyễn là cầu thủ của câu lạc bộ Inter Miami. Phong độ của Lee Nguyễn ở MLS đã giúp anh hai lần được huấn luyện viên Jurgen Klinsmann triệu tập lên đội tuyển Mỹ trong quãng thời gian những năm 2014 và 2015. Với bảng thành tích như vậy, cộng với việc đã có kinh nghiệm chinh chiến tại V-League, không khó hiểu khi mức giá mà các đội bóng phải bỏ ra để đưa Lee Nguyễn trở lại Việt Nam là không hề rẻ một chút nào, đặc biệt đối với một cầu thủ đã ở tuổi 34. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang thực sự quan tâm tới việc mang tiền đạo Lee Nguyễn về sân Thống Nhất. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, rào cản của hai bên là mức lương. Ở câu lạc bộ Inter Miami, Lee Nguyễn đang nhận số tiền lương tương đương 12 tỷ đồng một năm. Vậy nên, để thuyết phục tiền vệ 34 tuổi, đội bóng thành phố mang tên Bác nhiều khả năng phải chi trả số tiền tương tự, và đây cũng chính là điều mà Á quân V-League đang cân nhắc. Tuy nhiên thì đó là câu chuyện của sau này, còn ở thời điểm hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Trung Huynh Sông đang tất bật chuẩn bị cho trận đấu thứ hai tại AFC Cup. Được biết, toàn đội đã có chuyến tập huấn ngắn ngày tại Bà Rịa Vũng Tàu và sẽ quay trở lại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 2. Tại đây, đội sẽ có vài ngày chuẩn bị trước khi lên đường tới Singapore để chạm trán câu lạc bộ Hồng Kông United vào ngày 25 tháng 2. Ở một diễn biến khác, mới đây, công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã ra thông báo thay đổi thời hạn đăng ký danh sách tham dự V-League 2020. Theo đó, với ngoại binh, các đội được đăng ký thay thế hoặc bổ sung tối đa 3 cầu thủ cho đến ngày 18 tháng 3 thay vì mùng 5 tháng 3, với điều kiện các cầu thủ phải có giấy chuyển nhượng quốc tế và đảm bảo các yếu tố cần thiết khác. Thời hạn đăng ký giữa mùa giải là từ ngày 23 tháng 6 đến 20 tháng 7. Trong bối cảnh các giải đấu chuyên nghiệp đều lùi ngày khởi tranh vì dịch COVID-19, các câu lạc bộ đang tiếp tục tích cực lên kế hoạch thi đấu giao hữu nhằm duy trì cảm giác bóng cũng như thể lực cho các cầu thủ, sẵn sàng cho ngày khai màn cuộc đua của mùa giải mới. Trong thời gian chờ đợi và chuẩn bị cho mùa giải 2020, câu lạc bộ Hà Nội sẽ thi đấu giao hữu với câu lạc bộ Viettel vào lúc 15:30 thứ tư ngày 19 tháng 2 trên sân vận động Hàng Đẫy. Dự kiến, trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày thứ bảy 22 tháng 2 trên sân của Viettel. Trước đó vào ngày 15 tháng 2, thầy trò huấn luyện viên Chu Đình nghiêm theo kế hoạch sẽ có trận giao hữu với câu lạc bộ Hải Phòng. Tuy nhiên thì trận đấu này đã không diễn ra vì đội bóng đất cảng bất ngờ thông báo hủy lịch. Ở một diễn biến khác, sân vận động Pleiku của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã được khoác áo mới trước thềm mùa giải 2020. Được biết, sân nhà của đội bóng Phố Núi đã thay thế hai cầu môn 45 tuổi, nâng cấp các khán đài, hệ thống chiếu sáng, các bảng quảng cáo ở mùa giải 2020 cũng đang được khẩn trương lắp đặt. Đặc biệt, ở lần nâng cấp này, sân cũng đã bố trí khu vực dành riêng cho người khuyết tật. Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ SEA Games 30 thành công, hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh của SHB Đà Nẵng đã gặp chấn thương và không thể có được thể trạng cũng như cảm giác tốt nhất tại vòng chung kết U23 châu Á trên đất Thái Lan. Trở về từ giải đấu đó, cầu thủ quê Hội An tiếp tục phải chạy đua với thời gian để có thể quay trở lại với sân cỏ một cách sớm nhất. Sau vòng chung kết U23 thì sau khoảng thời gian thì em cũng chưa tập luyện trở lại. Trước khi về thì em cảm thấy tình hình chấn thương vẫn
không mấy là khả quan thì em đã báo với bác sĩ Tuấn cũng trên liên đoàn, thì bác sĩ Tuấn đã làm công văn cũng như gửi về đội để kêu em ra đây để tập luyện để cho hồi phục nhanh nhất có thể. Nên bây giờ của em thì tiến triển rất là tốt ạ. Theo chia sẻ của bác sĩ Choi, thì khoảng 2 tuần nữa, Đỗ Thanh Thịnh sẽ có thể chạy ngoài sân cỏ trước khi tập lại về bóng. Chấn thương háng là một loại chấn thương rất dễ bị tái phát và hậu vệ của SHB Đà Nẵng hiểu rằng anh không phải quá nóng lòng trở lại bằng mọi giá nhằm tránh những rủi ro không đáng có. Cái háng này rất là khó, tại vì cái chấn thương này nếu mà không trị dứt hẳn thì rất là khó, dễ bị đi bị lại. Thì thầy cũng nhắc nhở là phải cẩn thận và cố gắng khắc phục để cho nó hết hẳn. Trước khi nghĩ tới việc được thầy Park tiếp tục gọi vào đội bóng của mình, việc trước tiên của Thành Thịnh là giải quyết dứt điểm chấn thương và thể hiện tốt ở SHB Đà Nẵng ở mùa giải 2020. Mục tiêu của em năm nay thì sau em sẽ cố gắng, đầu tiên thì em sẽ cố gắng khắc phục cái chấn thương này để cho nó hết, rồi và em sẽ quay trở lại cũng như tập luyện, sẽ cố gắng dành một sức thi đấu ở câu lạc bộ. Tiếp tục với những chuyển động khác của thể thao Việt Nam. Trong bối cảnh đội tuyển quần vợt Việt Nam chuẩn bị sang Maroc tham dự giải quần vợt đồng đội nam thế giới Davis Cup, mức độ hồi phục chấn thương của tay vợt chủ lực Lý Hoàng Nam là điều đang nhận được sự quan tâm lớn. Theo thông tin của Bóng đá TV, Thể thao TV, chấn thương cổ tay của Lý Hoàng Nam đã bình phục hoàn toàn và đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho vòng sơ loại Davis Cup diễn ra ở Maroc vào tháng 3 tới. Trước đó vào cuối năm ngoái, Lý Hoàng Nam liên tục phải hủy các giải đấu quốc tế do dính chấn thương cổ tay, khiến anh bị trừ điểm và hiện đang xếp hạng 710 ATP. Đây cũng là thứ hạng thấp nhất của hàng năm trong vài năm trở lại đây. Trong khi đó thì tại giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên và trẻ châu Á đang diễn ra tại Uzbekistan, ở phần thi cử giật hạng cân 55kg lứa tuổi thanh thiếu niên của Nam, đô cử Đỗ Tú Tùng đã lập kỷ lục thế giới mới ở lứa tuổi này khi là người thực hiện thành công ở cả 3 lần cử, trong đó lần cuối ở mức 110kg. Ở phần cử đẩy, mặc dù không chinh phục thành công mức tạ 142kg, nhưng Tú Tùng vẫn giành huy chương vàng khi nâng thành công mức tạ 136kg trước đó. Ở một diễn biến khác, đêm ngày 17 rạng sáng ngày 18 tháng 2, kiếm thủ Vũ Thành An sẽ lên đường đi Ba Lan để chuẩn bị cho cúp thế giới diễn ra từ ngày 21 cho đến ngày 23 tháng 2. Sau đó trong tháng 3, kiếm thủ sinh năm 1992 sẽ tiếp tục tham dự hai giải cúp thế giới nữa tại Italia và Hungary. Đây sẽ là ba cơ hội để Vũ Thành An có thể tích điểm nhằm giành suất đi Olympic trước khi Liên đoàn đấu kiếm thế giới chốt danh sách vào cuối tháng 4. Thưa quý vị và các bạn, với những người sinh ra với một cơ thể không lành lặn, việc có một cuộc sống bình thường đã là cả một nỗ lực. Nhưng cũng có những con người thậm chí còn vượt lên trên nghịch cảnh để tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn một câu chuyện như vậy. Câu chuyện về một người thầy, một người huấn luyện viên giàu nghị lực của một lớp bóng đá cộng đồng tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì lúc Sài Gòn về thì tôi đi làm ở tiệm net á, thấy mấy em trốn học cho tiệm net chơi game rồi ba mẹ không quản lý được, rồi các tai nạn xã hội nhiều á, mới quyết định là mở một cái gì đó cho tụi em chơi, mà mở ở đây thì mở ra thì có gì đâu, chỉ có ở đây chỉ mở bóng đá. Tháng 8 năm 2018 là bắt đầu mở lớp, rồi bước sang năm 2018 mới quyết định thành lập chính thức, là xin có giấy tờ để mở câu lạc bộ bóng đá The Rip. Coi ai tin mà giao con của họ cho mình, họ lấy gì mà lấy đâu đặt niềm tin ở nơi mình. Nhưng mà dần dần từ tay người này truyền qua người kia thì họ thấy ở nơi đây có thể tin tưởng được. Có nhiều người họ nói thầy là rất là rảnh rỗi, không biết làm gì mà đi bỏ công bỏ sức ra dạy cái lớp này mà chẳng được ích lợi gì hết, nhưng mà thầy vẫn cố làm. Năm ngoái là được giải nhì U13 toàn quốc. Không biết thầy có cái tài năng gì thì không hiểu được mà dạy toàn bộ những cái lớp trẻ, mà những cái lớp mà giống như là nếu mà không cho đá banh á thì những cháu đi tới con đường giống như là tệ nạn xã hội. Em có thể là nói là em rất là giàu. Giàu ở chỗ là em giàu tình thương của mọi người. Câu lạc bộ bóng đá đời là cái tên dịch cho tiếng Việt là giấc mơ, hay là những giấc mơ. Thì ở nơi đây không riêng gì giấc mơ của tôi, mà đó là nơi để cho các em tìm đến thực hiện được giấc mơ của các em. Ngày nắng ba gió, làm sao quên bóng mai đi ngả.
đó. Người vẫn còn đây mà sao em xa nơi này. Một giấc mơ thật đẹp phải không thưa quý vị và các bạn? Ở phần cuối của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được lưu ý tới quý vị và các bạn chương trình V-League Guide với những nội dung xoay quanh quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ lên sóng lần đầu tiên trên kênh Bóng Đá TV vào 21 giờ 30 phút ngày 18 tháng 2. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Bên cạnh đó, quý vị và các bạn cũng đừng bỏ lỡ những sự kiện thể thao hấp dẫn khác như giải Ngoại hạng Anh, UEFA Champions League, UEFA Europa League cũng như các trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Tất cả sẽ có trên ứng dụng OnMe. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.